Sáng sau tháng 12, đội tuyển U22 Cộng 2 Việt Nam có buổi tập nhẹ sau trận hòa kịch tính 2-2 trước U22 Cộng 2 Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam thoải mái đi bộ thư giãn. Quang Hải được bác sĩ xác định rách cơ nhị đầu đùi và thời gian hồi phục là 2 tuần. Anh vẫn tập đi bộ nhẹ cùng các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gặp riêng từng cầu thủ để dặn dò, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng. Nhiều khả năng, thủ môn này sẽ được huấn luyện viên Park trao cơ hội bắt chính trong trận bán kết sắp tới. U22 Cộng 2 Việt Nam sẽ chỉ có một ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Cộng 2 Campuchia. Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Cộng 2 Việt Nam và U22 Cộng 2 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12 trên sân Rizal Memorial Philippines. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.